Xin chào anh chị các bạn. Video bài học này thì tôi sẽ nói về cái việc là content for Facebook. Thì Facebook là một cái lĩnh vực mà chúng ta thấy rằng là nó rất là đa dạng, nó rất là phức tạp và nó cũng rất là phổ biến đối với chúng ta, đúng không? Và trong Facebook này thì chúng ta sẽ thấy rằng nó chia ra làm 6 nền tảng: Facebook profile cá nhân, Facebook fanpage, Facebook group, Facebook livestream, rồi thì ads tức là quảng cáo, và Facebook Messenger. Thế thì thông thường thì chúng ta sẽ đăng trên profile, đăng trên group, đăng trên fanpage và livestream. Thì tôi nghĩ đấy là bốn cái nền tảng chính nếu mà làm organic content, hoặc là paid content, hoặc là paid ad chúng ta phải trả tiền, thì nó sẽ có là phần tối ưu và quảng cáo. Thì tôi sẽ chia làm hai phần và gợi ý cho các bạn một số những cái lời khuyên. Thứ nhất là đối với content cho Facebook ấy, thì tôi nghĩ rằng là đầu tiên các bạn cần quan tâm đến việc là một ngày các bạn cũng sẽ đăng bao nhiêu bài, 3 bài hay 5 bài. Những bài đấy là chủ đề gì, chúng ta cũng cần phải có cái lịch trình. Và bài đấy viết như thế nào, tần suất viết ra sao, đúng không? Chúng ta viết về những chuyện gì. Thì tất cả những chủ đề, tất cả những cách viết, ví dụ như đánh vào cảm xúc, những chuyện đời, chuyện nghề, chuyện lượm nhặt của chúng ta, thì như vậy chúng ta cũng thấy rằng là nó cũng sẽ có những cái tác động riêng. Rồi thì chúng ta viết là để chơi, hay là viết để tăng theo dõi, hay là viết nổi tiếng, hay là viết để bán hàng, nó cũng sẽ khác nhau. Các cái mục đích để chúng ta đăng trên Facebook nó khác nhau rất là nhiều, đúng không? Thế rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là việc đăng chúng ta phải quan tâm đến tần suất, chúng ta phải quan tâm đến thời gian, giờ vàng đăng là như thế nào, sáng trưa chiều tối. Đó. Và chúng ta cũng sẽ cần phải làm hình ảnh, chúng ta cũng sẽ phải làm video nếu như chúng ta đăng hình ảnh hoặc video, hoặc đơn thuần là chúng ta viết bài đưa trên đó. Thì như vậy tôi tóm tắt lại cho cái phần và đăng bài trên Facebook cá nhân. Chúng ta sẽ căn cứ vào những cái điều như tôi đã nói trong các cái bài học trước. Thế rồi thì trong group thì chúng ta muốn phát triển thành viên member thì chúng ta phải tạo ra các nội dung liên tục, và chúng ta phải cho phép các thành viên người ta tạo ra các nội dung. Và khi group nó trở nên sinh hoạt, đông đủ và chất lượng, thì tự các cái thành viên người ta sẽ đăng các nội dung lên. Chúng ta chỉ ngồi chúng ta dọn dẹp những nội dung không phù hợp và những comment không phù hợp thôi. Và như vậy nội dung của group nó sẽ tự phát triển. Và nếu các bạn thông minh hơn, các bạn có thể sưu tầm các cái bài viết và các bạn phát hành sách và các bạn bán, cũng rất là tốt. Đấy là một cái hướng mà một số group người ta cũng làm. Hoặc là các fanpage, người ta có thể là xây dựng content, sau đó người ta bán quảng cáo, xây dựng content để bán cái đơn hàng, hoặc là xây dựng content để mà này, có thể bán sách. Ví dụ như là Tony buổi sáng là một cái dạng content như vậy, tức là họ xây dựng ra một cái nhân vật và sau đó thì họ có thể phát hành sách khi mà có cái nhân vật đấy có rất là nhiều người đã biết đến và yêu thích. Đấy cũng là một cái hướng mà làm content tôi nghĩ rằng là rất là thú vị, rất là thông minh, rất là hay, các bạn nên học hỏi. Thế sau đó thì các bạn sẽ thấy rằng các bạn làm quảng cáo, đúng không ạ? Các bạn làm quảng cáo thì các bạn sẽ cần content quảng cáo. Các bạn bán hàng thì các bạn sẽ cần content bán hàng. Thế thì bán hàng thì các bạn có thể viết trực tiếp về sản phẩm, đăng hình, đăng review giống như là YouTube thôi, chụp ảnh, rồi cũng viết bài. Thế nhưng mà đấy là cái cách mà tôi nghĩ rất là thông thường. Thì bây giờ làm nào để khác đi, làm nào chất hơn? Thì tôi đã nói rồi, chúng ta luôn luôn suy nghĩ phải làm nào khác đi, phải chất hơn. Thí dụ như thầy Phan Anh bây giờ mà giới thiệu một cái khóa học, thì thầy Phan Anh sẽ mô tả như thế này các quyền lợi. Tôi thấy nó cũng rất là thông thường. Thế nhưng mà thầy Phan Anh sẽ lại làm một content là một năm thầy Phan Anh kiếm 200.000 đô la như thế nào, viết rất chi tiết ra tháng 1 làm gì, tháng 2 làm gì, tháng 3 làm gì, tháng 4 làm gì, từng công việc đấy nó vất vả như thế nào, kiếm được bao nhiêu tiền từng công việc đấy, rất chi tiết, và cứ kể như thế. Và tất nhiên nó phải là sự thật, tất nhiên nó phải thuyết phục, nó phải kèm theo các minh chứng, đúng không ạ? Nó phải kèm theo các chỉ dẫn rất là rõ ràng, cụ thể. Và cuối cùng thầy Phan Anh kết luận một câu là gì? Nếu các bạn muốn kiếm 100.000 đô một năm, các bạn hãy tham dự cái chương trình học này của thầy Phan Anh, sẽ chia sẻ toàn bộ những kinh nghiệm đấy. Chương trình này diễn ra ngày giờ này, đường link chi tiết tại đây. Đó, thì một bài viết như thế, cái cách chốt sale tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc là chúng ta giới thiệu về khóa học. Tất nhiên mỗi một cách nó sẽ có một cái hay riêng, chứ không phải là cách nào cũng là tốt nhất đối với người này, tốt nhất đối với người kia, đúng không? Khi viết content bán hàng, viết content quảng cáo thì mình phải trả lời ra câu hỏi là khách hàng của mình là ai, họ mong muốn điều gì, vì sao họ mua hàng, động lực họ mua hàng của họ là gì. Chính là trong cái phần USB đấy tôi đã hướng dẫn hết rồi. Các bạn
có khuyến mại hay không, có quà tặng đặc biệt hay không, có shop hay không. Các bạn viết trên Facebook thì các bạn viết cách nó ra, có thể dùng các cái biểu tượng icon để đi kèm. Các cái icon thì các bạn có thể vào cái trang Symbol and Emotion, các bạn tải, các bạn copy, các bạn viết, hoặc là các bạn có thể enter xuống, hoặc các bạn có thể để những cái dấu gạch nối để phân đoạn nó ra để cho nó cái người đọc nó dễ đọc. Hoặc là những cái bài viết mà các bạn có thể viết dưới dạng note, tức là dạng ghi chú, để các bạn tăng được cái lượt sale cho mình lên. Hoặc là các bạn cũng có thể là kèm những cái đường link. Thí dụ như là cái bài viết này là phần 1 thì nó sẽ có link, xong chúng ta sẽ lưu trữ nó lại trong một cái file Excel để sau này chúng ta tìm được cái bài viết của mình. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ viết mà sau chúng ta không lưu trữ ấy, thì sau này chúng ta tìm lại cái bài viết của chúng ta rất là khó. Thì đấy cũng là một cái lời khuyên mà tôi khuyên các bạn nên làm. Tức là với mỗi bài viết, sau đó các bạn copy cái URL đường link, các bạn để vào một cái file Excel, bạn đặt tên cho nó đây là bài gì, đăng ngày nào. Đấy, sau đó có link, bài gì đăng ngày nào có link thì mình có thể kéo lại các bài viết rất là hay. Còn các cái bài quảng cáo thì tôi cũng đã có những cái tư vấn cho các bạn rồi. Các bạn làm USB, các bạn chọn hình ảnh, các bạn làm link, sau đó thì các bạn đăng lên và các bạn chạy quảng cáo thử nghiệm. Và tôi cũng có một cái bộ khóa học Facebook có thể nói là kinh điển ở trên thị trường. Và tôi khẳng định rằng đấy là bộ kinh điển và rất là xuất sắc. Bởi vì tôi là người mà dạy Facebook Marketing từ năm 2012 cho đến nay, khi mà Facebook bắt đầu cho ra đời mạng lưới quảng cáo của mình. Đấy, và gần như cũng là một trong những người đầu tiên mà làm quảng cáo Facebook tại Việt Nam và rất nổi tiếng tại Hà Nội từ những năm 2012. Và hiện nay thì tôi cũng có hai cuốn sách, là cuốn sách bán hàng trên Facebook và cuốn sách quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook, xuất bản rồi từ năm 2015-2017 và cũng bán rất là tốt. Đào tạo offline thì cũng đào tạo hàng nghìn học viên rồi, đào tạo online thì đến hàng trăm nghìn học viên rồi qua tất cả các nền tảng EduTech. Thì cái bộ khoa học đấy hiện nay tôi gồm có 5 phần, phần cơ bản, phần nâng cao, phần bán hàng, phần chiến lược, remarketing, phần live stream, và dài là xấp xỉ 150 video bài học, và mỗi một video toàn 10-15 phút chứ không làm ngắn như người ta. Rất nhiều giảng viên khác hoặc là những cái thợ dạy hoặc là những người gọi là diễn giả, tôi là giảng viên đại học, tôi khác với họ ở chỗ đó. Nói gì thì nói thì nghề nghiệp của tôi vẫn là nghề nghiệp giảng viên và doanh nhân. Rất là chi tiết, rất là bài bản, rất là cụ thể, và số lượng bài học lớn, thời gian, khối lượng cũng rất là lớn. Thì các bạn có thể xem thêm cái bộ khóa học Facebook Marketing của tôi, bộ khóa học 2019 là bộ mới nhất, rất là đầy đủ công phu. Tôi khẳng định rằng các bạn xem từ không biết cho đến thành chuyên gia luôn. Để các bạn có thể làm content cho Facebook, làm ad cho Facebook, đăng bài cho Facebook, phát triển các group như thế nào. Còn trong cái phần này thì là vì tập trung vào content thì tôi chỉ nói như vậy. Thì trong cái content của Facebook là người ta ưa thích nhất là hình ảnh. Đấy, nên là hình ảnh là lan truyền rất nhiều. Sau đó đến phần text là các bài viết, sau đó đến phần đường link là các bài link chia sẻ. Đấy, các bài link mà chia sẻ càng nhiều càng tốt. Thì nội dung nó đánh về cảm xúc, mà tôi có cái công thức là 7F đấy, đúng không? Friends là bạn bè, family là gia đình, đúng không? Feeling là cảm xúc yêu, cảm xúc ghét, cảm xúc quý, cảm xúc trân quý, cảm xúc quý trọng, cảm xúc mất mát, kiểu kiểu như thế. Rồi thì fucking là chửi thề, đúng không? Thế rồi thì những cái chữ F-fuck mà tôi đã nói trong cái phần trước thì tôi liệt kê lại cho các bạn. Thì nếu như các bạn mà trở thành một cái cây viết tốt, các bạn có thể có hàng triệu lượt theo dõi, các bạn có những độc giả của mình. Và khi có độc giả như vậy, các bạn có thể bán hàng cho độc giả, bán sách cho độc giả cũng rất là tốt. Bạn có thể là trở thành người nổi tiếng, mà người nổi tiếng bạn kiếm tiền thì vô cùng dễ. Đăng một status cũng có thể kiếm được vài triệu đến vài chục triệu. Các sao, các showbiz, các hot girl, rồi các cầu thủ bóng đá ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam, họ kiếm tiền bằng cái personal branding, tức là cái thương hiệu của họ, thông qua những cái lượt like trên Instagram hoặc là follow trên Facebook hoặc là like trên fanpage cũng rất là tốt. Các bạn thấy đấy, ví dụ như là một cái bạn tỷ phú Kenny của Mỹ, đúng không? Gia đình Kim Da San đấy, gọi là gia đình nhà cô Kim vòng 3 đấy. Thì cô bé này rất là trẻ nhưng mà hiện nay sở hữu tài sản gần 1 tỷ đô. Cách thức của cô ta đấy là gì? Cứ đăng hình trên Instagram, và Instagram của cô ta có gần 100 triệu lượt theo dõi, chỉ thua Cristiano Ronaldo một chút thôi.
và cô ta phát triển mỹ phẩm, cô ta bán rất là đơn giản đúng không? Thế nhưng vấn đề là chúng ta có làm được hay không lại là chuyện khác. Thì đấy, Facebook cũng như vậy, Instagram hay là YouTube cũng như vậy. Chúng ta cần phải có những sự sáng tạo, cần phải có sự kiên nhẫn, cần phải có sự khác biệt và phải có những độ điên nhất định, độ lì đòn nhất định thì chúng ta sẽ thành công được ở trên mạng xã hội. Và mục tiêu của tôi là muốn giúp các bạn có thêm nhiều ý tưởng, thêm nhiều cái gợi ý và thêm nhiều các chủ đề để các bạn có thể làm content, đi làm thuê hoặc làm cho chính mình, hoặc là làm cho các ngôi sao, hoặc là bán hàng thật tốt, thật tốt, thật tốt. Mục tiêu duy nhất của tôi là như vậy thôi. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi bài học này. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, bất kỳ cái tương tác nào, hoặc thậm chí là có những nội dung nào mà muốn chỉ cho tôi biết, muốn nói cho tôi biết để tôi có thể quay những cái video bài học khác cho những người học sau, thì hãy chia sẻ với tôi. Tôi rất là cảm kích và rất là mong muốn được làm bạn với tất cả các anh chị và các bạn, từ những người trẻ cho đến những người già, từ những người giỏi cho đến những người chưa giỏi. Chúng ta đều có thể học hỏi lẫn nhau. Không ai đẻ ra một cái là lớn ngay, không ai làm một cái là giỏi ngay. Chúng ta phải học hỏi, quan trọng nhất là chúng ta phải có tư duy tích cực và sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng thay đổi, ok? Và xin chúc các bạn đều trở thành những content marketer rất rất thành công và xây dựng thương hiệu cho mình và xây dựng thương hiệu cá nhân mình tuyệt vời. Đấy là mong mỏi duy nhất của thầy Phan Anh. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các bài học tiếp theo hoặc là các khóa học khác của thầy Phan Anh. Xin cảm ơn.